Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại và giới thiệu cho các bạn cái mã hàng là 151G12B. Cái mã là điều khiển trợ lây theo cái nó có điều khiển để cái PID control hoặc là cái alarm tùy nhu cầu của mình. Các bạn có thể cài đặt, nó cũng đơn giản thôi. Đây. Cái dòng này thì dòng căn bản nên thành nó không có cài đặt những mình theo cái tính năng thế này này thì mình chọn cái cài đặt của nó. Ví dụ như trường hợp này thì mình đang cài trường hợp này này. Đó. Nó dòng này thì nó đơn giản và nó cũng dễ cài thôi, nó có cái hướng dẫn cài đặt rất chi tiết này. Thì cái dòng này thì cái cảm biến nó thì nó chỉ hỗ trợ được cái dòng JK và BT100 dạng mà 3 giây ha, thì nó sẽ cài đặt. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi này. Nó đang hiển thị là 33 độ. Cái này mình đang kết nối cái biến trở và cái điều khiển bằng bóng đèn màu đỏ này ha. Mình đang cài đặt nó là như 38 độ thì nó sẽ tắt chế độ. Mình đang cài chế độ là nóng, còn thấy không, 37 độ này, 38 độ thì nó tắt thôi. Còn nếu mà xuống dưới 37 độ thì đèn nó sáng, tức là mình đang cài là nó chênh lệch 1 độ đó, tức là 38 mà xuống dưới 1 độ là 37 độ thì đèn nó sẽ sáng. Các bạn có thể cài thêm 2 độ 3 độ gì tùy. Cái này mình đang cài 37 độ này. Nếu các bạn muốn cài nhiều quá là ví dụ như nó chênh lệch 2 độ thì mình cài đây này, này các bạn thấy không? Này, HEST nó đang để mặc định là 1. HEST nó đang để là 1 mà chỗ nào đâu mình chỉ các bạn cài ha. Cái này thì mình đang chạy cái kiểu relay đây này, on on off đây, mình chọn chế độ này. Còn các bạn chọn PID thì chọn PID. Còn cái chế độ mà các bạn muốn, cái chế độ mà gọi là cái chế độ tra cái nhiệt độ để mà nó chạy á, đây cái này đang một này, để mình nói là một này. Đây là cơ 1, có nghĩa là 37 độ. Khi nào mình đang cài 38 độ thì xuống dưới 38 độ thì nó sẽ on. Còn nếu các bạn cài 2 á thì nó là 36 độ nó mới on nha các bạn. Mình đang cài 1 là 37 là nó on. Còn nếu mà các bạn cài 2 thì nó là 36 độ nó mới on. Hoặc là tương tự các bạn thể cài 3, 4 độ, 5 độ gì đó tùy. Tùy nhu cầu độ và độ chính xác của cảm biến của mình. Thì mình làm chỉ giới thiệu về cái nhiệt độ đơn giản thôi. Còn các bạn nào mà có thắc mắc gì thì có thể là inbox mình kiểm tra, mình sẽ hỗ trợ ha. Cảm ơn các bạn theo dõi.